Mời bác. Cảm ơn con. Chi dũng. Chi dũng. Cầm bà chân. Sao chị? Cầm bà chân. Bà, mình đi vô. Đi. Cầm bà chân. Cầm bà chân. Lỗi cũng tại bác, vì kho báo diễn vong đó mà ba cháu điên dài đến nông nỗi như thế này. Dạ, chuyện đã qua rồi, không ai muốn như vậy đâu bác. Con mong bác quên hết đi để cho thanh thản. Quên làm sao được cháu. Kho báo đó là máu và nước mắt. Một thất bại mà cái giá của nó là quá đắt. Ủa sao giờ này mấy chạp thời gian chưa quay lại ta? Có khi nào bị cọp ăn thịt hết không? Trời ơi, ổng nổi tiếng là hung dữ, là chú tể sơn lâm đó. Không có loài thú nào đủ sức để kháng cự đâu. Ủa ông nào, tôi nghe nói là cọp bá trứng. Nhưng thiệt tình á, tôi không biết tại sao ổng lại có biệt danh như vậy ta. Đừng có nói lớn. Ổng vậy nè, giơ hai tay như cọp vậy đó. Ổng thiên lắm, ổng nghe hết á. Ê, anh có biết cái gì không, kể tôi nghe với. Ba tôi ngày xưa cũng ở trong khu rừng này. Theo như lời ba tôi á, thì một hôm có một con cọp bị mắc bẫy. Chân trước của nó bị dòng dây siết chặt và rút lên cao, khiến cho con cọp bị treo lơ lửng. Nhưng con cọp không đầu hàng, nó tự ý cắn đứt chân của nó để thoát bẫy. Rồi. Từ đó con cọp trở nên hung ác hơn, quán thù con người. Để gặp người là nó tấn công liền. Cọp ba chân dám lén vào tận lán trại ở trong làng để rên bắt người. Mỗi khi tối đến, dân làng phập phòng lo sợ lắm. Khi sắp ngủ, ai cũng giành nhau nằm ở trong thuốc, không dám nằm ngoài bìa đâu, vì sợ con cọp cào dắt đôi đi. Tôi quen ngủ ở phía ngoài, chắc tiêu quá. Tối nay tôi phải đổi chỗ thôi. Vậy mới chết đó. Cọp ba chân mỗi khi nhảy vào vồ người, nó hay vồ người nằm giữa lắm.
Ủa, sao lại vậy anh? Còn một điều lạ nữa là những nạn nhân bị cọp bắt đi, khi tìm được xác của họ thì đầu tóc của họ bị cọp đứng chọc lóc. Trời ơi. Và bộ phận sinh dục là bị sơ trước tiên đó. Trời ơi, nghe mà nổi da gà luôn đó. Thôi, đừng có tiếu lâm nữa cho nội. Chuyện sinh tử thì làm sao tôi dám nói dốc. Ba tôi kể sao thì tôi kể lại cho ông y chang vậy. Cô hỏi ông nè, tôi thắc mắc á là tại sao cọp ăn mấy cái thứ đó ta? Thì đi gặp cọp ba chân mỏi. Ông ăn từng bộ phận trước, rồi mang xác đem giấu ở một nơi khác. Để khi đói, ông ăn từ từ đó. Ông dữ quá mà sao người ta không bắn ông vậy? Có chứ. Nhưng cọp ba chân nó rất là khôn, khó mà bắn được nó lắm. Người ta đồn là ông đã thành tinh rồi đó. Thiệt đó, người ta đồn là thành tinh rồi. Công nhận á, ông cặp ba chân tài thật, thoát ẩn thoát hiện, biến nhanh còn hơn gió nữa. Tôi nghi thằng anh thì quán mắt á. Dục này làm gì có cọp mà ba với bốn chân. Ông quán thì có, dấu chân cặp ba chân rành rành như vậy, bộ đuôi sao không thấy? Thôi đi, ông nhìn kỹ coi. Mấy ông đừng ở đó mà lung lạc tinh thần anh em. Thôi đi lẹ ông ơi, tụi mình đi về phía suối đi, nhanh lên. Ờ. Chắc là cái tay thợ săn đó đang truy lục cọp hết. Trời, thôi tôi đi về, tôi không ở lại rừng đâu. Trời ơi, mấy ông đi đâu mà lâu dữ vậy? Có phát hiện được gì không? Có. Rồi sao? Dấu chân cọp ở chân. Hả? Hả? Đi. Anh em mình nghỉ mệt chút xíu đi. Cọp đó. Chạy đi. Nhanh lên. Cũng vì kho báu, vì ảo tưởng hảo quyền mà ba cháu phải bị điên dại. Còn ba thằng Thiên Lộc phải bỏ xác trên rừng sâu. Tới nay cũng chưa ai tìm thấy xác. Vậy bây giờ bà tính làm sao hả bác? Sắp tới ngày trao bản đồ kho báo cho Thiên Lộc rồi. Dù sao cũng phải trao lại cho Thiên Lộc chứ bác. Mọi thứ vẫn chỉ là ảo vọng. Cháu vẫn còn tin vào kho báo đó nữa sao? Nhưng đó là di chúc của chú Tuấn Anh đã trao lại cho Thiên Lộc. Chẳng lẽ... Tất nhiên là không. Ngay khi Thiên Lộc tốt nghiệp đại học, bác và ông nội của Lộc là ông bá sẽ trao lại di chúc của cha nó cho nó. Bác chỉ mong nó đừng tin kho báo đó là thật. Rồi lại như cha cháu, như chú Tuấn Anh, phải chịu đau khổ cả một đời đó cháu à. Ông hù tôi hả? Nếu mà cháu có cơ hội thì giúp bác khuyên bảo Thiên Lộc nghe. Đừng có để nó tin vào những chuyện này. Dạ, bác cứ yên tâm, con sẽ khuyên Lộc ạ. Không biết bao giờ ba cháu mới tỉnh lại nữa. Chẳng lẽ cứ sống mãi như vậy? Lỗi này là tại bác. Dạ thôi, con xin phép bác. Để con vô, con đưa ba của con về. Đi ba. Ơ
Trí Dũng. Là anh đây, bác sĩ Tùng đây. Tùng. Thái. Thái. Tùng. Đúng rồi, bác sĩ Thái Nghiêm Tùng đây. Bác à, thôi để con đưa ba của con về. Mình đứng dậy nghe. Đi ba. Thôi, con xin phép bác con về. Ủa, bác à, hôm nay kiểm hàng về nước phải không bác? Ừ. À bác, hay là bây giờ để con ra sân bay đón cổ nha bác. Cảm ơn cháu. Kim Hằng nó nói, nó về chung với bạn rồi. Nó nhất quyết rồi tự về, không cần ai đón hết. Với lại cháu còn phải lo cho ba cháu nữa, đi không tiện. Dạ, vậy con xin phép về nha bác. Ừ, thôi cháu về nha. Dạ. Lợi dụng con nhỏ Kim Hằng này trước khi ta bắt đầu về tay của Thiên Long. Bà thấy sao hả ba? Còn cách nào nhanh hơn để tiếp cận những bí mật mà ông bác sĩ của chúng ta đã nắm giữ? Dù sao thì con cũng chắc chắn một điều là ông bác sĩ chúng ta không muốn ai tiếp cận hồ báo của ông. Ông Tùng mà, ông đã già rồi, sức cùng lực kiệt, không tìm kho báu được thì thôi, để phần cho con cháu chứ, tại sao lại can ngăn? Còn thằng Thiên Long nữa, mày đừng hòng lấy được kho báu nha con. Mày cứ chờ nó đi. Thưa ba. À con. Mời ba. Ba. Hả? Con thấy ba đã già đi nhiều rồi đó. Mà sao ba không về Malaysia sống với con? Cứ đợi ở Việt Nam làm gì? Già nhiều rồi con. Thời gian mà. Ba ở lại Việt Nam vì ở đây còn nhiều điều, còn nhiều điều mà ba chưa thể rời khỏi Việt Nam được. Ba, ba cho con mượn cái hộp của ba được không? Con thấy ba cứ ôm nó nãy giờ. Sao không vậy hết vậy ba? Đó là tất cả những gì mà ba còn giữ lại. Còn cái ruột ở bên trong. Ba đã giao cho người khác rồi. Ba đã giao cho người khác rồi. Đó là tấm bản đồ. Tấm bản đồ bí mật kho báu của tổ tiên chúng ta. Vậy là chuyện ba nói với con về tấm bản đồ là có thiệt hả ba? Đúng như vậy. Chục năm trước, dì phải nhanh chóng trở về Malaysia để chữa bệnh cho mẹ và con.
bà đã phạm phải một tội lỗi lớn với tổ tiên chúng ta. Ba, mời. Chúc mừng anh Bách Yuso đã hồi phục sức khỏe. Dạ. Thật ra mà nếu không có bác sĩ lo cho sức khỏe của tôi, chữa trị tận tình, Thì bây giờ chắc là tôi cũng không đủ sức khỏe để mà cùng ly đâu. Dạ, xin mời. Xin mời. Xin mời. Tôi cũng phải cảm ơn anh Dũng nữa. Bạn hàng buôn bán xe như anh Dũng thiệt là tốt. Thiệt là may quá. Trong lúc tôi đang bệnh hoạn, anh đã gạt hết mọi chuyện. Và anh đã không quan tâm đến việc riêng của mình. Và anh đưa tôi đến nhờ bác sĩ Tùng cứu mạng. Ông anh đang nói khách sáo quá. Anh bận túi bụi công việc kinh doanh, sao hôm nay ghé đến thăm tôi chi cho mất công vậy? Dạ thì tôi... Anh hai à, ông Mách Du Sô á, ghé thăm anh. Trước là để cảm ơn, sau là anh ta có một bí mật muốn thương lượng với anh. Bí mật? Tôi chỉ quan tâm tới những cái bí mật thuộc về thể trạng của bệnh nhân thôi. Còn bí mật thuộc về kinh doanh thì... Anh hai á, thì đâu có xa lạ gì những việc kinh doanh. Anh còn mở một công ty dịch vụ du lịch nữa mà. Ừ, tôi kinh doanh về du lịch, nhưng tôi đâu có kinh doanh về các loại bí mật. Dạ. Mời. Mời. Anh hai à, anh Mách Du Sô đây có một bản đồ cực kỳ rất là quý giá. Em nghĩ chỉ có anh hai là người có đủ khả năng để khai thác cái kho báu đó thôi. Anh thì làm du lịch nên chắc là am hiểu về địa hình. Hơn nữa là tài lực của anh hai đây rất là dồi dào. Anh có thể cho tôi xem tấm bản đồ được không? Dạ. Thưa bác sĩ, đây là di vật của gia đình tôi. Bác sĩ xem kỹ đi. Tôi sẽ thẩm định kỹ càng, nhưng anh cứ nói khái quát cho tôi biết trước thế nào. Địa điểm thuộc rừng sâu tỉnh Bình Thuận, với số vàng lên đến hàng tấn lận. Hàng tấn? Dạ. Vậy tại sao anh không tự mình khai thác? Thú thật, tôi không đủ tài chính, cũng như là thiết bị khảo sát, khai thác. Hơn nữa, tôi là quốc tịch nước ngoài nên đâu có dễ dàng thâm nhập vào rừng sâu của Việt Nam được, thưa bác sĩ. Anh là người Malaysia, vậy tại sao anh lại có tấm bản đồ này? Thật ra tôi là người Chăm. Hồi nhỏ tôi sống ở Việt Nam, mãi sau này lớn lên tôi mới qua Malaysia. Vậy anh định bán bao nhiêu? $1,000,000. Tôi sẽ giao đứt cho bác sĩ bản chính này. Tôi hứa là tôi không giữ lại bất cứ một phiên bản nào cả. $1,000,000? Số tiền quá lớn như vậy, làm sao tôi có tiền để đủ trả cho anh? Bác sĩ cứ suy xét lại đi. Bởi vì $1,000,000 tuy lớn, nhưng không thấm vào đâu so với kho báu này đâu. Dạ.
Thật sự là như thế này. Tôi thì tôi rất quý bác sĩ, vì bác sĩ đã cứu mạng tôi, đã chăm lo sức khỏe cho tôi. Với hơn nữa là tôi nhìn bác sĩ là một người rất tốt. Có thể bác sĩ với cái số vàng này sẽ làm những việc có ích cho xã hội. Và hơn nữa là tôi muốn đền ơn bác sĩ. Cái giá này là rẻ lắm đó thưa bác sĩ. Anh Matsuo, cho tôi nói thẳng, mất lòng trước được lòng sau. Làm sao tôi biết được tấm bản đồ này thật hay giả? Anh hai, em làm ăn với ông Matsuo đây trong một thời gian rất là dài. Anh này anh uy tín lắm, anh này rất là đàng hoàng, cho nên anh yên tâm nha. Thôi được rồi, tôi đồng ý mua với cái giá 500.000 đô la, gửi vào tài khoản ngân hàng, nhưng sẽ trả chậm trong vòng 2 tháng. Trong thời gian đó, tôi sẽ khảo sát tiền trạm theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ. Nếu tôi lấy được mẫu vật vàng, tôi sẽ giải ngân cho anh ngay tức khắc. Thôi được, bác sĩ giải quyết theo cách đó cũng ổn. Tôi đồng ý. Tôi chưa nói hết. Nếu mà sau 2 tháng tôi chưa tìm được, tôi sẽ lấy lại toàn bộ số tiền. Thôi, bác sĩ cũng đã thiệt tình thì tôi cũng nói cái này, bác sĩ cũng đừng có phiền lòng. Nếu trong 2 tháng đó bác sĩ đã có dấu hiệu của kho báu, đã tìm ra kho báu, nhưng bác sĩ nói với tôi là vẫn chưa tìm ra, thì xin lỗi bác sĩ, tôi bị mất trắng hay sao? Chắc chắn là anh sẽ biết. Một dự án mà truy tìm kho báu như thế này đâu thể nào giấu kín âm thầm được. Tôi phải xin chính quyền để khai thác. Tôi đâu dám làm ngang xương để vào tù. Dạ. Nếu mà tôi tìm được vị trí để lấy mẫu vàng, báo chí thế nào mà chả đưa tin. Ồ, phải. Tôi hiểu rồi bác sĩ. Quả thật là bác sĩ rất rõ ràng, rất chắc chắn về cái chuyện được và mất. Và tôi cũng muốn có một sự bảo đảm về phía tôi. Đó là... Anh cứ nói. Thì hình như tôi đã trình bày rồi đó. Cái hoàn cảnh của tôi hiện nay rất khó khăn. Bác sĩ có thể đặt cọc cho tôi 10%, tức là 50.000 đô la. Tôi cần tiền để chi dùng trong thời gian ở lại Việt Nam. Tôi đồng ý. Nhưng mà anh đưa passport cho tôi và cho biết địa chỉ ở Malaysia của anh, để tôi điền vào hợp đồng. Dạ. Chờ đây. Tôi vào trong photo một bản. Anh giữ một bản photo để dùng trong việc ở khách sạn đi lại. Dạ. Còn dạ. Riêng về bản chính, dạ, tôi xin phép giữ lại trong thời hạn thăm dò kho báu. Dạ. Ông anh hài lòng chưa? Trước mắt là có 50.000. Trong vòng 2 tháng nữa là nhận đủ 500.000 đô la. Nhờ có tôi đó. Ông Tùng mới chịu ký hợp đồng với ông đó. Nếu không bán, mẹ con Azura sẽ không thể sống nổi. Phải làm sao đây? Nè, ông nên nhớ nghe, 50% là của tôi đó nha. Nhớ nghe. Tôi nhớ. Tôi nhớ. Cảm ơn. Tôi nhớ mà. Sau đó thì Trí Dũng đã tìm cách làm cho ông Tùng tin mọi chuyện. Nhưng mà hắn cũng đã rất tàn ác. Khốn nạn, nó đã lấy hết tiền của ba.
bố thí cho ba chỉ một ít tiền để đủ về Malaysia. Nhưng mà đã quá trễ, ba chỉ cứu được con thôi, còn mẹ con thì... cũng sau cơn bão bệnh đó, mái tóc của con, mái tóc con gái của cha cũng dần dần biến đổi, rồi ngày càng xanh như bây giờ. Thôi mà, ba đừng có buồn nữa. Con thích mái tóc màu xanh này lắm. Với lại, nó hợp với tên của con mà. Tên của con là Azura, có nghĩa là màu xanh mà ba. À đúng rồi, Azura. Bây giờ con phải làm gì hả ba? À, sắp tới ngày Thiên Lộc tốt nghiệp đại học. Ông Tùng và ông nội của thằng Lộc chắc chắn là sẽ trao lại tấm bản đồ đó. Ba đã nghĩ là nó sẽ tìm mọi cách để truy tìm kho báu. Đây là Thiên Lộc, con hãy để tâm tới nó, chính đó là mấu chốt của mọi vấn đề đó. Và chính ba của Thiên Lộc đã hù với Trí Dũng nhằm chiếm đoạt bản đồ kho báu phải không ba? Ba của nó là Tuấn Anh, nghe nói đã bị cọp ba chân ăn thịt rồi. Còn Trí Dũng đã bị phát điên phát khùng. Coi như bọn chúng đã chịu sự trừng phạt rồi. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Ba cho trong nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ừ. Của anh nè. Cảm ơn Thu Hà nha. Ừ, chúc mừng anh đã tốt nghiệp. Cảm ơn Hà. Mình đi. Lộc có nhớ hồi còn nhỏ Lộc mơ ước lớn lên sẽ làm gì không? Mình quên rồi. Lúc đó Lộc mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một nhà thám hiểm, khám phá những điều mới lạ đó. Sao quên lẹ dữ vậy ta? À, tưởng gì. Cái đó thì đúng rồi. Chính vì vậy mình mới quyết tâm học cái ngành lịch sử khảo cổ này. Mà ra trường Lộc tính làm gì? Mình làm với chuyên ngành mà mình đã học. Mình sẽ đi sâu vào nghiên cứu khảo cổ học này. Lộc vẫn đeo đuổi ước mơ mà tìm kho báu của cha Lộc năm xưa hả? Hà thấy... Hà thấy sao? Hay là bây giờ mình đi uống nước mía đi. Đã trễ giờ rồi, giờ sao ta? Thôi, Lộc không đi thì thôi vậy. Dù sao á thì Hà cũng chỉ muốn chúc mừng Lộc đã bảo vệ luận án thành công mà thôi. Không phải. Tại sắp tới giờ mình phải đi làm rồi. Hả? Giỡn chút xíu mà. Giỡn nè. Hồi nãy Hà nói là muốn chúc mừng Lộc, hay là Hà kêu Lộc bằng anh đi? Còn khuya mới kêu Lộc bằng anh nha, ở đó mà mơ đi. Cũng đẹp trai dữ ta. Nhưng mà Hà muốn chúc mừng Lộc thì sao ta? Sao im re vậy? Nó đi chứ. Thì ít ra cũng phải chúc mừng cái gì đó sang hơn nước mía một chút chứ. Trời ơi,
tưởng gì. Thôi mình đi ăn kem nha. Được chứ, đi. Lộc, mẹ Lộc tới chúc mừng Lộc kìa. Lộc ơi, mẹ, mẹ chúc mừng con. Mẹ mang về đi. Tại sao lúc nào mẹ cũng bám theo con hết vậy? Mẹ, mẹ tới mẹ chúc mừng con. Con. Thôi, mẹ về đi. Mẹ lo cho người ta đi con. Đừng có lo cho con nữa. Gì kỳ vậy, dù sao cũng là mẹ của mình mà. Học giỏi, có tài mà bất hiếu với mẹ như vậy thì thiệt tình tớ không ham. Lộc, con. Lộc, Lộc làm gì kỳ vậy? Hà quá thất vọng về Lộc đó. Cài Lộc. 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 Mình đi thôi cô. Ngày xưa món này ở dưới quê á, mẹ anh nấu ăn là số 1 luôn á. Từ ngày mà đi lên thành phố thuê nhà tới giờ á, hôm nay á anh mới ăn được cái món canh chua cá lóc mà đúng gu như vậy á. Giờ anh giỏi quá. Ủa sao không ăn đi ngồi làm gì vậy em? Mẹ mang về đi. Tại sao lúc nào mẹ cũng bám theo con hết vậy? Mẹ, mẹ tới mẹ chúc mừng con. Con. Thôi, mẹ về đi. Mẹ lo cho người ta đi con. Đừng có lo cho con nữa. Lộc. Nếu anh làm gì cho em buồn á, thôi, anh không ăn nữa đâu. Anh đi về. Anh. Anh đừng có đi. Tại hồi nãy em gặp thằng Lộc mà. À, có nghĩa là con làm em buồn đúng không? Dạ không. Cái thằng này thiệt tình. Dạ không phải vậy. Em nhìn thấy nó mà nó không nhìn thấy em. Thôi bỏ đi anh. Anh ăn ngon không? Ừ. Vợ anh nấu mà không ngon mới là lạ đó. Vậy để em lấy cho anh thêm chén nữa nha. Thôi. Đây đây. Thôi, anh ăn vậy đủ. Em nè. Dạ. Anh đang cần một số tiền để thực hiện dự án. Anh cần nhiều không? Đâu khoảng là mấy chục triệu à. Đó là chi phí xây dựng dự án bước đầu. Nghĩa là còn bước 2, bước 3, rồi bước 4 nữa. Cái đó là bắt buộc rồi. Một dự án dài hơi á thì nó phải như vậy chứ. Nếu vậy á, chắc em không có đủ tiền để cho anh rồi. Vài chục triệu chứ có nhiều gì đâu. Mà mình bỏ tiền vô rồi á thì mình lấy lại bằng cách nào? À, cái đó là chuyện nhỏ em à. Anh lập dự án giai đoạn đầu á, sau đó anh sẽ đem dự án đi chào mấy đối tác. Đảm bảo với em là họ sẽ nhảy vô. Không những có tiền trả lại em thôi đâu, mà còn thối tiền cho hai đứa mình tiêu xài nữa. Ừ. Nhưng mà em nói thiệt á, tiền mặt trong nhà mình á chỉ có ít thôi à. Ừ. Chỉ đủ đi chợ xài lặt vặt thôi. Em yêu à, bông tai nè, vòng vàng, rồi nhẫn nữa. Ừ. Em đem bán hết rồi đưa cho anh. Ừ, có khó gì đâu. Trời ơi. Không, em không bán được số nữ trang đó. Tại sao? Đó là vật gia bảo của mẹ em truyền lại cho em. Em không thể nào bán đi những kỷ niệm đó. Trời ơi, em giữ lấy mấy cái kỷ niệm đó để chết đói hả? Em không ngờ là anh lại đi nở, ăn nói với em như vậy.
Em đã hiểu lầm ý anh rồi. Ý của anh á là nó sẽ như vậy nè. Mẹ anh vừa mới gọi cho anh, hứa là cho anh 10 cây vàng. Nhưng bây giờ dự án anh cần gấp quá, mà mẹ anh không gửi tiền lên kịp, nên mới mượn của em. Em hiểu ý anh chưa? Ừ? Cục cưng. Ừ? Thương mà. Quyết định gì nha? Vợ anh đúng là số 1 nè. Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại bỏ rơi con của mình như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một gã đàn ông tồi tệ như vậy sao? Cậu ta thật là tội nghiệp mà. Nhưng mà có cái gì đó rất bí ẩn trong gia đình này. Ba của cậu ta chỉ vì truy tìm kho báu mà để vợ con bơ vơ như vậy sao? Cũng giống như ba mình đã bỏ rơi mẹ mình, cũng chỉ vì kho báu. Tất cả chỉ là vàng thôi, hay còn lý do nào khác nữa? Ê, đẹp chưa? Sao kỳ vậy ta? Thôi em cứ ở đây đi, để lên lầu lấy thuốc cho ba nữa. Dạ. Bác ơi, bác ơi, bác bình tĩnh nha bác. Tại vì đèn nó chớp nháy thôi chứ không có gì đâu, bác đừng sợ nha. Bác chơi với con nè. Nè chơi hả? Nè. Dạ cảm ơn chú. Dạ con là Thiên Lộc, bác đừng có sợ. Lộc nào? Chú con cảm ơn. Dạ. Bác là bác chú Dũng đó mà. Đây hai xe chạy nha. Đó. Đó. Bác ơi. Dạ. Cho con hỏi cái này. Năm xưa bác với ba con đi tìm kho báu, rồi ba con bị cọp ba chân ăn thịt đó. Bác có nhìn tận mắt không bác? Cọp ba chân. Cọp ba chân. Bác bình tĩnh. Chạy. Bác bình tĩnh bác. Bác ơi, tỉnh lại bác. Cậu ba chân kìa, chạy đi. Chạy đi. Bác chị Dũng. Lộc. Anh Cường. Chuyện gì vậy? Ba đâu? Bác chị Dũng. Cậu. Ba đâu rồi? Em xin lỗi. Tại hồi nãy em hỏi bác chị Dũng về ba em á, nên bác. Bác nhớ lại cậu ba chân rồi bác đi đâu rồi? Ơi. Má mày. Tao nói mày rất nhiều lần rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ với ba tao. Giờ mày vui lắm rồi hả? Mày đi đâu mà kiếm đi. Dạ, để em ra ngoài kiếm bác chứ Dũng. Bọn mày tưởng ba tao còn sống trở về đây là mày vui lắm hả? Mày coi ổng đi, sống như vậy thì khác gì chết. Dạ, để em đi kiếm bác chứ Dũng liền à. Dạ. Lộc, anh đi đâu vậy? Lộc. Chuyện gì vậy anh? Anh Lộc, về anh nói. Hình như hai đứa này khoái nhau ta. Hay lắm, phải lợi dụng con hàng tiếp cận các ngoại đồ của thằng Lộc mới được. Không biết bây giờ Diễm nó sống làm sao. Thằng Khanh nó có thương cô không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tại sao em lại đến nhà hàng, chỗ mà anh đang bàn làm ăn với đối tác? Em làm anh mất mặt thiệt luôn á. Nhậu nhẹt thì có chứ ngoại giao cái gì.